gì thế hả? Dạ cháu làm vlogger. À, làm vlog là làm mấy cái thử thách 24 giờ sống trong chuồng chó, ăn mì tôm trong bồn cầu với cả đổ trứng vào đầu bố mẹ đấy đúng không? Chuyện gì hôm nay? Soi học vấn cực khủng của dàn YouTuber hot nhất Việt Nam. Có lẽ YouTuber từ lâu đã không còn là khái niệm xa lạ, mà nó được biết đến như là một công việc thời thượng với mức thu nhập bạc tỷ và sở hữu lượng fan hùng hậu chẳng thua kém gì một ngôi sao nổi tiếng nào cả. Nhưng bạn có tò mò rằng các YouTuber hàng ngày vẫn chia sẻ trăm ngàn thứ về cuộc sống, công việc, học tập, tâm lý, tình cảm, có học vấn thế nào chưa? Bật mí là có người thì là thạc sĩ quốc tế, nhưng có người thì lại không đỗ cả đại học đó nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau soi học vấn cực khủng của dàn YouTuber hot nhất Việt Nam. Piu Piu. Piu Piu tên thật là Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991 tại Hải Phòng, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài là một streamer siêu ngầu, Piu Piu còn là một YouTuber được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thông minh, gần gũi, thân thiện, hài hước và lầy lội vô đối của mình. Kênh YouTube của Piu Piu đã đạt 3,31 triệu subscriber. Không những thế, anh chàng cũng có thành tích học tập đáng nể. Piu Piu từng là cựu du học sinh Úc, chuyên ngành kế toán. Anh chàng bất ngờ được bố mẹ cho sang Úc du học khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp từ năm 15 tuổi. Anh tự mình đối đầu với rất nhiều khó khăn của một chàng trai trẻ, chưa hiểu hết được cuộc đời ở nơi xứ người. Cách đây 6 năm thì Piu Piu từ bỏ tương lai rộng mở ở trời Tây và chọn trở về nước để theo đuổi con đường trở thành streamer và gặt hái được nhiều thành công trong sự lựa chọn này của mình. Virus. Okay. Bảo vệ anh nên ăn thử đi. Vậy nó trong một miếng nữa đi, hợp lý còn có cái vị thì thế nào? Virus tên thật là Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1990. Hiện tại thì Virus đang sở hữu kênh YouTube với 2,65 triệu subscriber. Đặc sản kênh là những video reaction MV ca nhạc đầy tính chuyên môn. 15 tuổi, Virus đã bắt đầu hành trình du học đi từ Singapore rồi đến các nước như Hàn, Nhật, rồi Anh, Mỹ và cả Brazil, Chile hay là Peru. Anh luôn nằm trong top những sinh viên xuất sắc nhất tại Nhạc viện Seoul. Không những thế, anh còn gặt hái được những thành tích vô cùng đáng nể. Giành học bổng khóa học piano tại Singapore năm lớp 10. Giành học bổng 6 tháng tại Hàn Quốc và đã tốt nghiệp khóa đào tạo âm nhạc do công ty giải trí SM Town thực hiện vào năm lớp 12. Sáng tác ca khúc chợ, giành giải thưởng ca khúc được yêu thích nhất tháng 12 năm 2008. Giành nhất cuộc thi piano tài năng trẻ Pop and R&B được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2007. Với những kiến thức chuyên môn sâu rộng về âm nhạc thì kênh của anh chàng xứng đáng là kênh YouTube Reaction MV đáng xem nhất hiện nay. Giang ơi! Giang ơi tên thật là Trần Lê Thu Giang, sinh năm 1991. Cô được các bạn trẻ biết đến nhiều qua kênh YouTube cá nhân có tên Giang ơi với 1,1 triệu người theo dõi. Không chiêu trò, không hài hước, không cố đua theo những chủ đề đang gây tranh cãi. Giang ơi đơn giản là chia sẻ và trò chuyện về những kinh nghiệm và chủ đề mà mình đúc rút từ bản thân. Cô từng có 4 năm sinh sống và học tập tại Anh với bậc đại học ngành Fashion Design and Technology. Tốt nghiệp đại học, cô về nước và làm việc trong lĩnh vực thời trang. 2 năm sau, Giang trở lại Anh và hoàn thành bậc cao học, xin về tấm bằng thạc sĩ ngành International Fashion Marketing tại Anh. Học xong, Giang về nước bắt đầu làm việc trong ngành marketing. Hiện tại thì cô tập trung toàn bộ thời gian cho việc xây dựng kênh YouTube cá nhân của mình. Cựu du học sinh UK này là một trong những YouTuber sở hữu vốn tiếng Anh cực đỉnh với 8,5 IELTS speaking đấy cả nhà. Huy Cung. Huy Cung, tên thật là Cung Đức Huy. Anh chàng sinh năm 1995, được đông đảo bạn trẻ biết đến qua những vlog hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube. Lập gia đình khi cảm thấy tự tin và hạnh phúc nhất, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống gia đình thật màu diệu. Mẹ ơi, bác của đây! Thôi, mình đi dọn bãi chiến trường. Có gần 800.000 lượt theo dõi. Bên cạnh ý tưởng nội dung hấp dẫn, vẻ ngoài soái ca và khả năng ăn nói thân thiện cũng chính là sức hút khó cưỡng lại trong vlog của Huy Cung. Cháu đang ăn cái gì thế hả? Dạ cháu làm vlogger. À, làm vlog là làm mấy cái thử thách 24 giờ sống trong chuồng chó, ăn mì tôm trong bồn cầu với cả đổ trứng vào đầu bố mẹ đấy đúng không? Thế nhưng, thời đi học vì còn ham chơi nên Huy Cung không ít lần ngồi sổ đầu bài. Tuần nào cũng có tên rồi thi thoảng lại còn hay gây lộn trong lớp. Đây cũng là một trong những lý do làm cho Huy Cung hiểu hơn tâm lý của giới trẻ và tạo ra các sản phẩm mang những màu sắc hài hước một cách tinh tế và vô cùng gần gũi với các bạn học sinh sinh viên. Phụ nữ đã lắm ngày kỷ niệm lại còn thêm cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa làm quả sầm. Huy Cung không đỗ đại học nên theo học ở trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội. Hiện tại thì anh chàng đã từ bỏ con đường làm một vlogger mà chọn con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay mình cần phải đưa ra một quyết định, mình xin phép được dừng lại. Thôi, không làm vlog nữa.
Trinh Phạm. Trinh Phạm sinh năm 1991, là chủ của kênh YouTube có 1,08 triệu người theo dõi. Kênh YouTube của Trinh không chỉ tập trung về lĩnh vực make-up, mà cô nàng còn chia sẻ về kinh nghiệm của một du học sinh Mỹ, cách học tiếng Anh, đến cách để có động lực tập thể dục mỗi ngày, hay mới đây nhất là chia sẻ về kinh nghiệm làm mẹ. Cô cũng có một profile cực đỉnh khi cô đang học năm 2 của Đại học Kinh tế Quốc dân thì sang Mỹ du học ngành quản trị khách sạn. Sau đó còn được chương trình trao đổi sinh viên của trường chọn để sang Hungary học trong 4 tháng. Hiện nay, sau khi hoàn thành khóa học tại Mỹ, Trinh đã về nước và làm việc trong mảng marketing và phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Chris Phan, hài hước, hóm hỉnh và cực kỳ thông minh. Đó là cách Chris Phan thống trị YouTube với rất nhiều nội dung từ review game, parody hay là review ăn uống. Chính điều này đã làm cho chàng trai mang danh hiệu thiếu gia trở thành YouTuber có hơn 7,42 triệu subscriber, tự mua được nhà riêng ở tuổi 26. Chris Phan sinh năm 1993 tại Kiên Giang. Anh là cựu sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Permit, một ngôi trường nổi tiếng dành cho rich kids tại Việt Nam. Cũng là nơi anh chàng được định hướng sẽ đi du học rồi tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của bà. Nhưng sau này thì anh chàng ấy đã đi theo tiếng gọi của đam mê và gặt hái được nhiều thành tựu như hiện tại. Hiện nay thì anh là một trong những người sáng tạo nội dung đình đám tại Việt Nam. Anh chàng cũng lọt top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nữa đấy. Quả sấu mà ở dưới nước á, thì người ta tưởng là con cá, người ta gọi là con cá sấu. Miss T. Miss T tên thật là Lê Thị Ngọc. Cô là một trong những nữ streamer, YouTuber nổi đình nổi đám đầu tiên tại Việt Nam. Cô sở hữu kênh YouTube có 4,25 triệu subscriber. Vẻ ngoài xinh xắn và khả năng tương tác với khán giả tốt trước ống kính máy quay, biểu cảm thì luôn vui tươi chính là lợi thế giúp cho Miss T được thành công như hiện tại. Tầm ảnh hưởng của cô nàng sinh năm 95 này không chỉ gói gọn trong thế giới game, mà Miss T còn sáng tạo thêm nhiều nội dung giải trí khác như những video reaction và những video thử món ăn độc lạ, khiến cho những video của cô thu hút được lượng view cực khủng. Nhiều người chưa biết được rằng cô nàng tài năng này từng theo học khoa ngân hàng tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trường đại học trọng điểm của Việt Nam đấy. Ninh Tito, một gương mặt quen thuộc của những tín đồ đam mê ẩm thực thông qua kênh YouTube Ninh Tito, có 555.000 lượt theo dõi. Vũ Trung Ninh sinh năm 1994. Khi mới chỉ học lớp 8, truyền thông đã nhắc nhiều về ông chủ nhỏ Ninh Tito, người sáng lập ra kênh phát thanh trực tuyến 60.000 thính giả. Ninh Tito từng học ở Đại học Thăng Long, Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, Ninh ít tinh, khép dự án Ninh Tito Radio và chuyển sang trải nghiệm công việc của nhà truyền thông, biên tập viên và MC truyền hình. Và hiện tại thì công việc mà Ninh đam mê theo đuổi cũng rất đa dạng như là food review, food vlog. Tháng 3 năm 2017 thì Ninh Tito còn được xướng tên trong top 4 danh sách đề cử hạng mục ẩm thực của giải thưởng Influencer Asia tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia cơ đấy. Linh Ngọc Đàm. Đàm Ngọc Linh sinh năm 1996. Cô nàng xinh đẹp sở hữu 1,49 triệu lượt theo dõi trên YouTube có tên là Linh Ngọc Đàm. Chơi game đến cấp 3 thì cô bỏ game để tập trung học tập. Sau đó cô đã xuất sắc đỗ hai đại học lớn là Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hiện nay thì cô đã tốt nghiệp ngành xã hội học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi vào đại học rồi thì cô mới chơi game lại. Năm 2015 sau khi tham gia một giải đấu game, Linh nhận được lời mời làm streamer game. Đến nay thì Linh Ngọc Đàm đã đạt được những thành quả nhất định. Không chỉ sở hữu một lượng fan đông đảo mà nguồn thu nhập của cô nàng cũng là một con số mà nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và mơ ước. Linh cho biết, streamer hiện nay là công việc chính của cô và nhờ đó, Linh có thể kiếm tiền để bản thân sống thoải mái. Ngoài ra, Linh còn chu cấp tiền cho bố mẹ mình không cần phải đi làm và nuôi hai em ăn học nữa đấy. Hannah Lissy. Hannah Lissy là một nữ vlogger mới nổi gần đây trên YouTube. Cô nàng sở hữu channel học tiếng Anh với hơn 422.000 lượt đăng ký và rất được nhiều các bạn trẻ yêu thích. Nhưng ít ai biết, cô nàng từng là cựu chuyên Anh năng khiếu, sau đó cô học ngành kinh tế quốc tế trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, học được ít ngày thì cô lên đường du học tại Mỹ và đang làm việc và sinh sống ở quốc gia này. Điều này đã giúp cho Hannah xuất sắc đạt 9.0 IELTS đấy. Sự cuốn hút của YouTuber này nằm ở chỗ cô không ngần ngại chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về bất cứ vấn đề gì liên quan tới tiếng Anh với một mục đích duy nhất là giúp cho người xem cải thiện trình độ của mình. Bên cạnh đó thì không thể phủ nhận những mẹ học tiếng Anh và những bài giảng về ngữ pháp trên channel của cô rất thiết thực, bổ ích qua cách truyền đạt khá khoa học của cô nàng. Đây chắc chắn là một trong những kênh YouTube về tiếng Anh mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng nên tham khảo và lắng nghe nếu muốn cải thiện trình độ của mình. Đúng là không chỉ đẹp trai, xinh gái, hoạt ngôn, thông hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống mà những YouTuber này còn có trình độ học vấn vô cùng đáng nể các bạn nhỉ. Với việc có profile học vấn siêu khủng như thế, chắc chắn sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong việc truyền tải thông điệp và những kinh nghiệm bản thân đến với người hâm mộ.
Và khi idol của mình cũng tài giỏi như thế thì mình cũng thấy thật tự hào đúng không nào? Bạn là fan của ai? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.